Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con tin thật Chúa là đấng dựng nên mọi sự. Xin Chúa nhận lời gia đình chúng con cầu nguyện. Chúa đã muốn chúng con làm thành một gia đình công giáo, để làm bằng chứng tình thương của Chúa đối với mọi gia đình. Xin cho mọi người trong gia đình chúng con sốt sắng thờ phượng kính mến Chúa và hết lòng thờ phượng thương yêu nhau. Xin Chúa cho chúng con nhiệt thành sống đức tin, sớm hôm cầu nguyện chung với nhau, làm cho gia đình trở thành đền thờ sống động của Chúa, siêng năng tham dự phụng vụ của hội thánh, chuyên cần học hỏi lời Chúa và đem ra thực hành. Trong khi mọi người chúng con vất vả làm việc, cũng như lúc gia đình được vui mừng hoặc gặp thử thách, xin Chúa cho chúng con biết luôn luôn tin tưởng vào Chúa quan phòng đối với mọi gia đình chung quanh. Xin Chúa cho chúng con biết thành thật yêu mến, sẵn sàng chia sẻ vật chất cũng như tinh thần, nhất là chia sẻ tình thương của Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Chúa. Chúng con nguyện sống theo gương thánh gia thất mỗi ngày. Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong gia đình chúng con, có mặt cũng như vắng mặt, còn sống hay đã qua đời. Hầu bây giờ chúng con trở nên ánh sáng tình thương của Chúa, và ngày sau được phúc sum họp với Chúa muôn đời. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng. Thank you.
tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệu của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trong kính quý cha, quý thầy, quý dì, quý chức và ông bà anh chị em, đặc biệt quý hiền mẫu đang dọn tâm hồn để mừng lễ Thánh Monica bổn mạng, chúng ta cùng với Đức Thánh Cha và Đại hội về Gia đình Thế giới lần thứ 9 tại Dublin, Ái Nhĩ Lan để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về ngày họp mặt hôm nay và xin Thánh Nữ Monica bầu cử cho quý hiền mẫu cũng như cả các gia trưởng và mọi thành viên trong gia đình được ơn phúc lành của Thiên Chúa, cụ thể là ơn toàn xá. Trong ngày Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 9 này, đồng thời chúng ta cũng lắng nghe lời Chúa để thấy được nỗ lực của chúng ta phải đầu tư cho hạnh phúc gia đình là điều chúng ta hằng mong ước. Với tâm tình đó, chúng ta xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, nhất là những xúc phạm đến nhau trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đây là phản bội nhiều trong mưa, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần, vì vậy tôi xin được Oh.
lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để giàu sống giữa cảnh thế sự tăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và yên trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ông Giô-suê. Trong những ngày ấy, Giô-suê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Si-kem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giô-suê liền nói với toàn dân như thế này: nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn. Hôm nay, các ngươi hãy tùy ý chọn phải tôn thờ ai hơn, hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mesopotamia, hoặc các thần của người xứ Amore, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa. Dân trả lời rằng: không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mặt chúng tôi, và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng như người Amore trên phần đất chúng tôi đã tiến vào. Đó là lời Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình như đối với Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu Hội Thánh. Chính người là đấng cứu chuộc thân thể mình. Nhưng như Hội Thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và phó mình vì Hội Thánh, để thánh hóa Hội Thánh. Khi người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch Hội Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo hay phải điều gì khác tương tự như thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình thì là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó như Đức Kitô đối với Hội Thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân xác người, do xương thịt người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói: bởi đó ta bảo các ngươi rằng không ai có thể đến với ta nếu không được Cha ta ban cho. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: cả chúng con nữa, chúng con có muốn từ bỏ đi không? Simon Phêrô thưa người: lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, các gia đình họp mặt hôm nay rất có ý nghĩa và là một sự trùng hợp vô cùng ân phúc. Bởi vì chúng ta đồng hành với tất cả các gia đình trên thế giới đang họp mặt tại Dublin, Ireland, và cả những gia đình không đến đó được vẫn đang hướng về để cùng nhau suy tư, cầu nguyện và dấn thân cho việc chọn lựa hạnh phúc gia đình. Và điểm thứ hai thật là ý nghĩa khi mà chúng ta họp mặt nơi đây lại được chính lời Chúa, ba bài đọc trong Thánh lễ Chúa Nhật 21 năm B này đều vận dụng giúp cho chúng ta biết củng cố sự chọn lựa cơ bản là Thiên Chúa, là gia đình. Vâng, bài đọc thứ nhất đã cho chúng ta thấy sự chọn lựa cơ bản của gia đình ông Giô-suê. Giô-suê dẫn đầu dân Do Thái để đi vào đất hứa, nhưng khi sống chung đụng với những người địa phương đã bị thách đố của niềm tin này. Và vì vậy, Giô-suê đã mời gọi tất cả các thủ lãnh của các sắc tộc, của các chi tộc đến để họp bàn, và ông đã đặt vấn đề với họ. Phần anh em chọn ai? Chọn Chúa hay là chọn những thần ở tại địa phương này? Và ông đã khẳng định, tôi và gia đình tôi chọn Chúa. Tôi và gia đình tôi chọn Chúa. Không những bản thân mà còn cả gia đình của ông. Một sự chọn lựa quyết định để hành động trong suốt cả cuộc đời. Tiếp đến bài tin mừng, chúng ta cũng lại thấy một thách đố. Khi mà dân chúng mặc dầu vừa được ăn no nê do phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều, họ đã gặp một thử thách khi Chúa nói đến bánh trường sinh: ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời, ai không ăn thịt tôi và uống máu tôi thì không có sự sống đời đời. Và họ đã đặt vấn đề, lời này chói tai quá, làm sao mà ông ta lại lấy thịt mình cho chúng ta ăn? Nhưng Chúa Giê-xu đã khẳng định, ai muốn sống đời đời thì phải ăn thịt và uống máu người. Và vì thế, một số người đã bỏ đi. Trong đó có cả một nhóm môn đệ của người, còn lại nhóm 12 tông đồ. Thì Chúa đã đặt vấn đề với các ông: còn anh em thì sao? Anh em có bỏ thầy không? Phêrô đại diện cho các tông đồ để thưa lại: lấy thầy, bỏ thầy, con biết theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Chọn Chúa mà thôi. Và chọn có nghĩa là nhận một bên và bỏ một bên. Dân Do Thái xưa cũng đã noi theo Giô-suê để chọn Chúa thì phải bỏ các thần ngoại giáo. Các tông đồ chọn Chúa Giê-xu thì cũng phải bỏ những thần minh, những cái điều không phù hợp với Đức Giê-xu để sống trong giới răn của người. Và sự chọn lựa ấy là một sự chọn lựa căn bản. Trong khi đó, bài đọc thứ hai, Thánh Phao-lô tông đồ lại giúp cho chúng ta thấy rõ cái sự chọn lựa Thiên Chúa nằm là cơ bản, là nguyên nhân cho sự chọn lựa gia đình. Vợ chồng chọn lựa nhau, và sự chọn lựa này không chỉ là có tính của con người, thích ai chọn đó, muốn ai chọn đó, ghét ai bỏ đó, mà là một sự chọn lựa giống như Hội Thánh đã chọn Chúa Kitô, giống như Chúa Kitô đã chọn Hội Thánh. Sự chọn lựa cơ bản này dẫn đưa đến một cái thái độ sống thiết thực
đó là tha thứ, nhịn nhục và phục vụ cho nhau, cho những người trong gia đình. Vì thế, hôm nay chúng ta đã được nhìn xem mẫu gương của Thánh nữ Monica, một người vợ, một người mẹ cũng đã bị thách đố trong đời sống hôn nhân gia đình, gặp phải người chồng tra tán, gặp phải người con ngang bướng, dù đã được đi học đến nơi đến chốn. Chúng tôi đã có dịp được chia sẻ với nỗi đau xót của một bà mẹ tại một giáo xứ nọ. Thưa cha, con khi ở nhà nó ngoan lắm, và vì thế chúng con đã phải đầu tư công sức và tài sản cho con có thể đi học ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Vậy mà bây giờ nó về, nó yêu cầu con phải cưới vợ ngoại giáo. Con có hỏi nó, chị đó có theo đạo không? Thì nó trả lời không. Và người mẹ rất đau khổ. Tương tự như vậy, Thánh nữ Monica càng đau khổ hơn nữa, không chỉ vì một người con mà còn cả chồng nữa. Vậy nhưng Monica đã chọn Chúa, và từ việc chọn Chúa, bà đã chọn chồng, chọn con, cho nên đã hết tình với chồng, với con. Mà kết quả như chúng ta đã biết, Chúa đã cải hóa người chồng, và nhất là cải hóa Augustino, người con cưng của Monica. Để khi trở lại, Augustino đã trở thành linh mục, giám mục và được giáo hội tôn phong là tiến sĩ của hội thánh. Sự chọn lựa căn bản là điều chúng ta phải suy nghĩ và dấn thân. Chắc chắn quý hiền mẫu cũng như quý gia trưởng đã có cái chọn lựa gia đình, và sự chọn lựa của quý vị có thể trong thời điểm của quý vị bị hạn chế cách này cách khác. Tuy nhiên chúng ta cũng đã chọn lựa bằng sự chấp nhận, thì sự chọn lựa của chúng ta phải là một sự chọn lựa vững bền mà Đức Thánh Cha Francisco đã hằng mời gọi các gia đình, đặc biệt trong tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu, Ngài đã đề cập đến gia đình. Cái điểm mới của tông huấn này là sự tiếp cận không vội vàng trình bày giáo huấn của hội thánh để rồi ràng buộc những người thuộc đối tượng ấy, mà là một sự gặp gỡ các gia đình, là một sự tiếp cận hiện sinh với những thực tế của gia đình, thông chia với những nỗi đau khổ của các gia đình, và từ những nỗi đau khổ ấy để phải nghĩ đến việc đồng hành với các gia đình. Chính vì thế mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đặt ra mục vụ 3 năm chủ đề gia đình hay là dấu chỉ của lòng thương xót, để rồi năm nay là đồng hành với các bạn trẻ. Và trong tông huấn niềm vui của tình yêu ấy, Đức Thánh Cha đã mời gọi các vị mục tử và những bậc làm cha mẹ hãy đồng hành với các bạn trẻ, không chỉ là khi các bạn ấy kết hôn, mà trước đó phải giúp đỡ cho các bạn trẻ có được một năng lực chọn lựa trưởng thành, nghĩa là biết và có khả năng chọn và chọn đúng để sống đúng với sự chọn lựa của mình. Sự chọn lựa của hôn nhân gia đình đã được nâng lên hàng bí tích, như tình yêu của Chúa Kitô đối với hội thánh. Dù hội thánh đã nhiều phen phản bội, nhưng Chúa Kitô vẫn mực yêu thương, và mỗi khi
Hội thánh tức là tôi, là ông, là bà, là anh chị em yếu đuối, xúc phạm, biết sám hối trở về thì Thiên Chúa lại tha thứ, lại đón nhận. Và vì vậy, đời sống hôn nhân của gia đình, ông bà, anh chị em trong thời điểm này đang bị thách đố rất lớn. Ước mong ngày hội ngộ gia đình hôm nay, ngày lễ kính thánh Monica bổn mạng của giới hiền mẫu hôm nay, giúp chúng ta có một sức mạnh để chúng ta noi gương thánh nữ, chọn Chúa và chọn chồng, chọn con, cũng như người chồng chọn vợ, chọn con. Xin Chúa phù trợ cho chúng ta trong nỗ lực này. Tôi tin kính một Thiên Chúa, anh chị em thân mến, cùng với Thánh Phêrô chúng ta tuyên xưng Đức Kitô là Con Thiên Chúa, là lời ban sự sống đời đời. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta không chỉ tuyên xưng Chúa bằng lời mà còn bằng cả cuộc đời. Chúa nói: trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Xin cho Đức Thánh Cha được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để khôn ngoan xây dựng hiệp nhất và dẫn dắt hội thánh tiến tới đỉnh trọn lành mà Chúa hằng mong muốn. Xin Chúa nhâm lời chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa dạy, sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Xin cho các mục tử trong hội thánh biết thực thi quyền bính Chúa trao, với trọn tấm lòng dịu hiền, khiêm tốn,
hy sinh và thấm đậm lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa nói: Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Xin cho các Kitô hữu yêu mến bảo vệ và vâng phục hội thánh trong đức tin, nhất là cảm thấy hạnh phúc vì được làm con cái Chúa trong hội thánh. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Xin cho cộng đoàn phục vụ chúng ta luôn mạnh mẽ tuyên xưng đức tin trong cuộc sống hàng ngày như Thánh Phêrô, một đức tin sống động, kiên trung và đầy lòng mến Chúa yêu người. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Monica đã dùng tình thương và sự cầu nguyện để cảm hóa con mình trở về với Chúa. Xin cho các bà mẹ trong giáo xứ chúng ta được vui mừng và an ủi trong vai trò làm mẹ, để tình yêu trao hiến của họ làm cho gia đình luôn ấm cúng, tươi vui. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con Đức Kitô là lời hằng sống và là Đấng Cứu Độ. Xin cho chúng con được vững tin nơi con Chúa và hân hoan bước theo Người đến cùng, hầu đạt tới sự sống đời đời Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo, xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đang phải đáo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lưỡng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn để mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn để mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức. Thank you.
Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Giuse giáo phận chúng con, Đức Cha Phụ tá Gioan An, Đức Cha Nam Minh và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các chị em hiền mẫu trong giáo xứ chúng con, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì phước quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và diễn trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, vua Chúa ai được mời đến giữ tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hướng trọn vẹn ơn cứu Chúa Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kính mời Đức Ông Cha Chánh Xứ Cha Giáo Martino an tọa cho cộng đoàn chúng con có đôi lời tâm tình. Xin kính mời. Trung tâm Đức Mẹ núi cuối. Kính thưa Cha Francisco, Chánh Xứ Giáo Xứ Bến Gỗ, Cha Giáo Martin, kính thưa quý thầy, quý dì, quý chức ban hành giáo và toàn thể cộng đoàn. Con xin thay lời cho quý chị em hiền mẫu và mọi người tham dự ngày hội gia đình hôm nay, dâng lên đôi dòng tâm tình. Trước hết, con hết lòng tri ân Đức Ông Vinh Sơn đã chia sẻ và đồng hành cùng các gia đình chúng con trong ngày hội hôm nay. Đức Ông còn ưu ái hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Mang trọng trách mình kề vai cùng Đức Cha Đa Minh xây dựng trung tâm hành hương Đức Mẹ núi cuối. Chúng con nguyện xin Chúa qua lời cầu của Đức Mẹ núi cuối ban cho Đức Ông dồi dào sức khỏe, khôn ngoan, minh mẫn và luôn mãi thánh đức, để nhiều thế hệ được hưởng nhờ qua công trình xây dựng vĩ đại này. Chắc chắn rằng những lời chia sẻ của Đức Ông cho chúng con chiều nay giúp từng gia đình chúng con nhìn lại cách thức sống của mình, để từ đó chúng con đưa ra những phương hướng cụ thể áp dụng cho chính gia đình chúng con. Thứ đến, chúng con xin hết tình cảm tạ Cha Chánh Xứ Francisco. Chính Cha đã sáng kiến tổ chức ngày hội gia đình này để chúng con có cơ hội tìm hiểu nhau và học hỏi cách thức giải quyết những vấn nạn trong đời sống gia đình. Chúng con khẩn cầu Chúa qua lời bầu cử của Đức Mẹ ban cho Cha nhiều sáng kiến mục vụ, để giáo xứ chúng con được ngày thêm thánh thiện và hiệp nhất, đầy tràn tình Chúa và tình người. Thứ nữa, chúng con hết tâm biết ơn mọi người cộng tác trong ngày hội gia đình hôm nay. Trong đó, chúng con cảm ơn quý thầy, quý dì, quý chức ban hành giáo, ban âm thanh và ban truyền thông, và mọi người âm thầm làm nên ngày hội hôm nay. Chúng con cũng xin cảm ơn các gia đình và mọi người tham dự ngày hội hôm nay. Giờ đây chúng con xin mạn phép cho chị em hiền mẫu chúng con nổ một tràng pháo tay để chúc mừng nhau nhân dịp ngày lễ bổn mạng. Lễ Thánh Monica được lồng ghép trong ngày hội gia đình hôm nay nhân dịp mừng kính thánh bổn mạng Monica năm nay, thêm phần thánh thiên và đạo đức. Giới hiền mẫu chúng con xin hứa sẽ cố gắng sống thật tốt lành và thánh thiện để giúp chính gia đình thăng tiến trong ơn Chúa và góp phần thánh hóa mọi người. Một lần nữa, chúng con khắc cốt ghi tâm tấm chân tình của Đức Ông Vinh Sơn, Cha Chánh Xứ Francisco, Cha Giáo Martino, quý thầy, quý dì và tất cả mọi người. Chúng con xin gói ghém tấm lòng mình vào những đóa hoa tươi thắm này để dâng lên Đức Ông Vinh Sơn và Cha Chánh Xứ Francisco cùng Cha Giáo Martino. Xin Đức Ông và hai cha xin đón nhận cho chúng con. Và thứ đến là Thầy Đạt xin đại diện cho các thầy ạ.
Kính thưa Đức ông, trong tâm tình hết sức cảm động này, Đức ông còn lời nào nhắn nhủ với các gia đình chúng con ạ? Chúng con xin trân trọng kính mời Đức ông. Vâng, xin kính mời quý vị ngồi. Trước tiên con xin chân thành cảm ơn cha chánh xứ, cha Martino, quý thầy, quý dì, quý chức và cộng đoàn giáo xứ đã dành cho con được diễm phúc đến tham gia ngày họp các gia đình trong giáo xứ. Và sự trùng hợp của chúng ta với đại hội về các gia đình tại Dublin càng làm cho ngày hội hôm nay có ý nghĩa và giá trị hơn. Thứ đến, xin chúc mừng các hiền mẫu với những y phục, đồng phục của quý hiền mẫu đã cho tôi thấy số lượng của quý hiền mẫu đoàn giáo xứ Bến Gỗ rất đông, đó là một cái nét son. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng giới hiền mẫu không phải chỉ là dành cho những ai có đồng phục, mà là dành cho những ai đã chọn ơn gọi đời sống hôn nhân gia đình. Từ khi thành hôn cho đến khi qua đời đều là hiền mẫu hết. Cho nên ước mong những hiền mẫu hôm nay chưa có đồng phục vẫn tham gia sinh hoạt của quý hiền mẫu. Và sinh hoạt của quý hiền mẫu không phải chỉ là đi có đồng phục để đi dự lễ hay là một vài buổi nhóm họp, mà trước tiên và trên hết, hiền mẫu, một trong những sinh hoạt độc đáo của giáo phận Xuân Lộc của chúng ta, là một công đoàn những người đồng tâm nhất trí giúp nhau nên thánh và loan báo tin mừng. Và vì vậy, ước mong quý hiền mẫu noi gương Thánh nữ Monica để sống đời hôn nhân gia đình, làm cho chồng con và mọi thành viên trong gia đình được hạnh phúc, và chứng tá của đời sống ấy được chia sẻ với những người khác đang đau khổ. Chúng ta luôn luôn quan tâm đến những thành phần đang gặp những đau khổ, khó khăn của cuộc sống hôn nhân gia đình, chia sẻ, nâng đỡ và đồng hành để tất cả mọi người đều đạt được hạnh phúc đích thực và lâu bền, chọn Chúa và chọn cho trọn vẹn. Xin chúc mừng quý hiền mẫu và cảm ơn. Xin kính mời đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Mẹ con đi sinh thần trường.
ban sự bình an. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy thánh nữ Monica. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.